Dưới nhà tôi mới mở một quán mì nước sốt kỳ quái. Chỉ bán nước sốt, không bán mì. Tình cờ tôi đã ăn thử một lần. Sau đó tôi không thể cưỡng lại được. Có 6 loại nước sốt. Mỗi loại đều mang lại trải nghiệm cảm xúc tột cùng. Chỉ tiếc là muốn ăn cho thỏa thích. Phải đợi đến 2 giờ sáng quán mới mở. Chờ làm xong công việc trong tay, đã là 2 giờ sáng rồi. Kéo lê cơ thể mệt mỏi đi xuống dưới nhà, ngửi thấy mùi thịt sốt thơm ngào ngạt, khiến tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt. Chưa ăn tối mà lại tăng ca lâu như vậy. Ban đầu chỉ định về nhà ngã đầu xuống ngủ. Nhưng còn thèm ăn, dưng bị mùi sốt thịt đó khiến lòng tôi cào cấu, khó chịu vô cùng. Đi theo hướng có mùi thơm, mới phát hiện ra dưới nhà không biết từ khi nào đã mở một quán mì. Ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ treo trên xà nhà, viết 5 chữ to quán mì vị trí thứ 5. Xem ra tình hình kinh tế của mọi người không tốt lắm. Quán mì mở đến giờ này, thật là lần đầu tiên thấy. Tôi tự lẩm bẩm rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hướng về phía ông chủ gọi một tiếng. Ông chủ, cho tôi một tô mì nước sốt to. Trong quán chỉ có một mình ông chủ, là một chú khoảng 50 tuổi. Không có nhân viên hay gì cả. Nhìn qua tấm kính một nửa, chỉ thấy ông chủ ở trong phòng làm việc, không buồn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói một câu: ở đây chỉ bán nước sốt, không bán mì. Muốn ăn mì thì phải tự mang theo. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có quy tắc này. Nghe ông chủ nói vậy, tôi chỉ thấy mất hứng. Nếu như bình thường, tôi nhất định quay người về nhà ngủ một giấc. Nhưng không chịu nổi mùi nước sốt của quán này, thực sự thơm đến mức không thể cưỡng lại. Tôi cảm thấy như sắp phát điên vì thèm. Tôi đứng ở cửa quán nhìn quanh, nghĩ lại lúc đi tới đây, không có cửa hàng tiện lợi 24 giờ nào. Liền nhanh chóng chạy đi mua mì ăn liền, bưng mì ăn liền quay lại quán mì nước sốt. Ông chủ, cho tôi một bát nước sốt. Tôi đặt mì ăn liền lên bàn thao tác, mở nắp trên cùng ra, bốc lên hơi nóng nghi ngút. Thấy tôi đặt mì ăn liền lên bàn thao tác, ông chủ mới chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó hướng về 6 thùng giữ nhiệt trước mặt vẫy tay, giới thiệu với tôi có 6 loại sốt: tươi, ngọt, mặn, cay, chua, đắng. Khách muốn loại nào? Tôi chỉ muốn ăn bát mì thôi mà. Sao mà phiền phức vậy? Cay nhé, được rồi. Ông chủ nhanh chóng xúc vào bát mì của tôi, múc một muôi to, nước sốt, phủ kín cả mì ăn liền bên dưới. Ra tay vô cùng hào phóng. Tôi bưng bát mì tìm một chỗ ngồi. Ông chủ lại mang theo khay thức ăn, đặt lên bàn mấy đĩa món ăn kèm, lần lượt từng món đặt lên bàn. Nhưng món này đều là quán tặng. Khách cứ từ từ thưởng thức. Nói xong, ông chủ không quay lại phòng làm việc, mà ngồi xuống một chỗ bên cạnh, tự mình nghịch điện thoại. Trên bàn có mấy món ăn kèm, màu sắc rất đậm, cắt rất nhỏ. Đại khái có thể nhận ra là lưỡi bò, tai heo các kiểu. Những nguyên liệu này giá cũng không rẻ đâu. Ban đầu chỉ định bình thường thôi, ăn bát mì để no bụng là được. Nhìn thế này, lát nữa thanh toán chắc chắn tiền ăn sẽ dọa người lắm. Có điều, mùi thơm trong bát mì cứ không ngừng lan tỏa. Lúc này, miệng tôi đã chảy đầy nước bọt. Không suy nghĩ gì nữa, tôi dùng đũa khuấy bát mì. Sau đó gắp một đũa mì to đưa vào miệng. Vị giác bị nước sốt kích thích ngay lập tức. Tôi chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều nảy sinh cảm giác tuyệt diệu và vô cùng thích thú. Chưa nuốt hết miếng đầu tiên, đã không kìm được muốn ăn ngay miếng tiếp theo. Nước sốt vị cay như những quả bom nhỏ li ti nổ tung trên đầu lưỡi của tôi, khiến tôi cảm thấy đầu lưỡi tê tê, ngứa ngứa. Lúc này, trán tôi đã toát ra không ít mồ hôi. Chỉ một bát mì thôi, mà tôi ăn một cách sảng khoái. Cho đến khi bát mì sắp cạn đáy, tôi mới liếm môi một chút, thưởng thức nốt vị còn sót lại, bắt đầu nếm thử từng món đồ ăn kèm mà ông chủ tặng. Phải nói ông chủ này thật biết kinh doanh. Không quá lời mà nói, những món ăn kèm ông ấy tặng, cho dù được viết riêng vào thực đơn, tôi cũng sẽ sẵn lòng mua lại. Không bao lâu, món ăn trên bàn đã bị tôi ăn sạch sẽ. Ngay cả nước canh trong bát mì cũng được tôi uống một hơi xuống dạ dày. Thế nào, tay nghề của tôi cũng không tệ chứ? Ông chủ thấy tôi ăn xong, vừa dọn dẹp, đặt bát đĩa trống vào khay, vừa chờ đợi lời khen ngợi của tôi. Tôi tất nhiên không tiếc lời, giơ món cái lên hướng về ông chủ. Ông chủ, nước sốt mì của ông thực sự tuyệt vời. Tôi đã đi không ít quán mì, lần đầu tiên ăn nước sốt ngon như vậy. Ăn xong thấy như được hồi sinh đầy máu, như có sức lực không bao giờ cạn. Lời khen không ngừng của tôi khiến ông chủ rất hài lòng, cười đến nỗi mặt ông ấy thêm mấy nếp nhăn. Không phải là phóng đại đâu, tay nghề của ông chủ đây. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao ông lại đặt ra quy tắc chỉ bán nước sốt. Bởi vì không cần sợ không bán được. Ban đầu tăng ca đến 2 giờ sáng, cả người tôi đã mệt mỏi đến kiệt sức. Không biết là do tâm lý hay sao, bát mì này ăn vào bụng,
Tôi chỉ cảm thấy tinh thần tràn đầy năng lượng. Thích thì lần sau cứ đến thường xuyên nhé. Lần sau có thể mang theo chút mì vàng hoặc bún long khẩu các loại, kết hợp với nước sốt của tôi càng thêm ngon. Ông chủ vừa nói vừa bĩu môi, thật sự rất thèm. Được rồi, ông chủ, tổng cộng bao nhiêu tiền? 20.000. Tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại. 3 giờ sáng, không còn sớm nữa. Tôi dùng điện thoại thanh toán cho ông chủ. Nói thật là tôi không ngờ tiền ăn lại rẻ như vậy. Phải biết rằng chỉ một đĩa nhỏ lưỡi bò như thế, nếu mua ở quán đồ ăn kèm nào đó, đã có giá đến vài chục nghìn rồi. Hàng tốt giá rẻ. Trong lòng tôi không khỏi thầm quyết định, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến đây. Ông chủ, tôi đã quét xong rồi, khách quan đi thông thả nhé. Khi tôi bước tới cửa, bất ngờ không biết từ đâu xộc tới một luồng khí lạnh, lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Rõ ràng thời tiết vẫn còn nóng, nhiệt độ điều hòa trong quán cũng không quá lạnh. Vậy mà tôi không nhịn được mà liên tục run rẩy. Chỉ nghĩ đến việc mau chóng ra khỏi cửa, tôi đang đẩy cửa ra ngoài, có người xoay người từ bên ngoài, vội vã đẩy cánh cửa kính bên kia, chạy vội vào quán. Nhìn kỹ lại trên đường, không biết từ đâu nhảy ra không ít người, nam nữ già trẻ, đều hướng về phía quán mì mà đến. Không ngoại lệ, ai cũng cầm một bát mì trắng. Nửa đêm canh ba thế này, việc kinh doanh của ông chủ lại sôi nổi lên. Tôi xoa bụng no nê vẽ hai vòng, sau đó châm một điếu thuốc, vừa hút vừa bước về nhà. Một điếu thuốc cháy hết, vừa kịp đến cửa nhà. Tôi sống ở một khu chung cư cũ, mỗi tầng cầu thang đều không có đèn. Lần mò trong bóng tối mở cửa nhà, tôi mới vứt tàn thuốc ra ngoài, ho mạnh một cái, nhổ một ngụm đờm, nhổ mạnh ra ngoài, sau đó đóng cửa thật mạnh. Trước đây tôi từng nghe người ta nói, khi về nhà vào ban đêm, để tránh bị thứ bẩn thỉu nhắm trúng, tốt nhất là châm một điếu thuốc hoặc là những thứ có lửa như thế vứt đi trước khi vào nhà, hoặc là nhổ nước bọt về phía ngoài cửa, chửi tục các kiểu. Không phải là tôi không tin khoa học, nhưng thực sự là lúc vừa từ quán mì nước sốt đi ra, những người vừa vào quán mì đó cũng không thể nói rõ là có gì không đúng, nhưng luôn cảm thấy họ đi bộ rất nhẹ nhàng, rất kỳ lạ. Tôi rửa mặt mũi đơn giản một chút, nhìn qua đồng hồ, nằm xuống giường là 3:30. Sáng mai 7 giờ phải dậy đi xe buýt, còn 4 tiếng để ngủ. Nghĩ đến việc sáng ngủ không đủ rất khó chịu biết bao, tôi liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. May mà nhanh chóng tôi đã chìm vào giấc ngủ. 7 giờ chuông báo thức reo, tôi vươn vai, bất ngờ là không có cảm giác mệt mỏi buồn ngủ, ngược lại tinh thần lại sảng khoái, tình trạng cơ thể như quay lại thời cấp 2, cần cù và lại là một ngày mới. Xử lý xong công việc cuối cùng, thời gian là 9 giờ tối đúng, tôi rời khỏi công ty, không giống như thường lệ, muốn nhanh về nhà nằm lăn ra ngủ, mà lại rất nhớ bát mì hôm qua. Mang theo niềm mong đợi, tôi cố ý mua mì khô từ siêu thị, các loại mì bốn như bố long khẩu, mì ý, vội vàng về nhà nấu một nồi. Nghĩ đến hương vị ngon hôm qua, thậm chí tôi còn không dùng đến hết đồ đựng mì. Tôi tìm một khay inox tặng kèm đợt khuyến mãi sữa chua, đựng đầy một khay, sau đó vui vẻ xuống lầu. 9 giờ là lúc trên phố đông người nhất, không ít cặp đôi đi qua đi lại, hoặc là gia đình ba người đi dạo. Tôi bưng khay mì đó, đi xuyên qua đám người qua lại, tiếng nghi ngờ và chế giễu không dứt. Trong chốc lát, đi nhanh đến quán mì vị trí thứ 5. Lúc đến nơi, tôi phát hiện ra cửa cuốn giày đã che kín cả quán. Xem ra là quán chưa mở cửa, tôi hơi không cam tâm, bên hỏi quán gà rán bên cạnh, hỏi không rõ giờ mở cửa hàng ngày. Chưa bao giờ thấy quán mì bên cạnh mở cửa. Tiền thuê trên con phố này khá đắt, không biết rốt cuộc quán bên cạnh là thế nào. Cứ thế, tôi bưng một khay mì đã nguội, buồn bã trở về nhà. Liền mấy ngày, tôi đều nhớ món mì nước sốt của quán đó. Cho đến hôm nay tôi lại tăng ca đến 2 giờ sáng. Trên đường về nhà, tôi vui mừng phát hiện quán mì đó đang bật đèn. Tôi không vội vàng vào ngay, mà chạy về nhà, kiên nhẫn nấu một nồi mì trắng, mang đến quán. Vừa đẩy cửa ra, hương thơm độc nhất vô nhị đó lại xông vào mũi tôi, rồi nhanh chóng lan tỏa đến từng tấc da thịt trên cơ thể. Tôi không thể chờ thêm, đặt ngay khay inox lên bàn thao tác. Ông chủ, lâu lắm không gặp, hôm nay ăn vị gì? Tôi nhìn quanh một vòng, chỉ vào loại sốt điền. Ông chủ lại xúc đầy mấy muôi, như sợ không đổ đầy khay của tôi. Tôi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ông chủ lại theo như lần trước, đưa cho tôi mấy món ăn kèm. Ông chủ, mấy hôm trước tôi đến sao không thấy mở cửa? Quán tôi mỗi ngày mở cửa lúc 2 giờ sáng, bất kể mưa gió,
ngày lấy cũng không nghỉ. Mở cửa lúc 2 giờ sáng. Ông chủ này quả thực là người kỳ quái, không nhân lúc 3 bữa một ngày để kiếm tiền. Ngược lại mở cửa lúc rạng sáng, thật là không hiểu nổi. Sao không mở cửa luôn ban ngày? Như thế mới kiếm được tiền nhanh được chứ. Bán cũng chỉ để vui thôi, không hẳn vì kiếm tiền. Trong lúc nói chuyện, thức ăn trên bàn lại bị tôi quét sạch. Tôi ở một tiếng, tận hưởng niềm vui, nghĩ xem lần sau nên ăn vị gì. Từ cửa lại truyền đến tiếng động không nhỏ. Trong chốc lát, đã có 3-5 người đi vào. Một người trong số đó hỏi, ông chủ, đã hết hàng chưa? Có vẻ như có không ít khách quen giống tôi. Ông chủ vừa trả lời vừa ra hiệu cho tôi thanh toán. Tôi lấy điện thoại ra trả tiền xong, ông chủ vẫy tay về phía cửa. Mọi người tranh nhau, sợ rằng mình không mua được. Tôi tuy tò mò, nhưng không định ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông chủ. Đang định rời đi, ông chủ lại gọi tôi, chàng trai. Em đợi một chút, xong việc ở đây tôi có chuyện muốn nói với em. Những người kia bưng bát đầy sốt, tìm chỗ ngồi và ăn ngấu nghiến. Còn ông chủ kéo cánh tay tôi, ra hiệu cho tôi theo ông ấy vào góc khuất. Chàng trai, em nhất định phải nhớ, tuyệt đối không được ăn đồ người lạ đưa cho. Ông chủ nói đầy bí ẩn, khi nói giọng rất nhỏ, như sợ bị người khác nghe thấy. Câu nói bất ngờ này khiến tôi mù mờ không hiểu. Nhưng khi nhìn vào mắt ông chủ, tôi nhận ra vẻ nghiêm trọng, nghiêm túc, nhớ kỹ. Trên đường về nhà, tuyệt đối không ăn đồ người lạ đưa cho. Ông chủ lặp lại một lần nữa, sau đó mới vỗ vai tôi, ra vẻ như bảo tôi hãy cẩn thận tự lo liệu. Tôi chỉ có thể bối rối gật đầu, rồi rời khỏi quán mì nước sốt. Trước khi ra cửa còn dùng mình một cái. Hôm nay ông chủ bật điều hòa thực sự mạnh. Quán cách nhà chỉ vài bước chân. Vừa bước ra khỏi quán, đi qua một khúc cua, tôi liền cảm thấy phía sau như có ai đang theo dõi mình. Người đó cũng không cố ý giấu mình, theo sát tôi một cách thong thả, ở vị trí phía sau tôi một chút. Đêm khuya vắng vẻ, dù tôi là đàn ông nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng. Chân tôi vô thức bước nhanh hơn. Người cứ bám theo tôi hàng ngày, vẫn luôn giữ tốc độ giống hệt tôi. Có cố gắt đuôi cũng không được. Khu chung cư của chúng tôi không có ban quản lý, đèn đường cũng đã hỏng từ lâu, không được sửa chữa, chẳng hề phát ra một chút ánh sáng nào. Tôi đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cái đuôi phía sau, nhớ ra sáng nay thấy trong chung cư có một nhà ở tòa đầu tiên đang sửa chữa, gạch xếp ở bên ngoài. Thế là trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, nhanh chân chạy vài bước, chớp nhoáng lần vào góc cầu thang của tòa nhà. Lúc này, tay tôi đã nắm chặt một viên gạch. Người tôi áp sát vào tường cạnh cửa cầu thang, thò đầu ra quan sát tình hình bên ngoài. Kết quả tốt nhất là người theo dõi tôi không nhận ra tôi đang trốn ở đây và biết điều mà rời đi. Nếu phát hiện ra tôi, theo quan sát lúc nãy, thì dáng vóc và thể hình của người đó có chút khác biệt so với tôi. Dù có đối mặt đánh nhau, với viên gạch này, chứ chắc tôi sẽ thất thế. Chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực tôi đang đập kịch liệt không yên. Mỗi nhịp đập làm cả cơ thể tôi rung lên. Tôi khổ sở đếm thời gian, 1 phút, 2 phút. Khoảng 7-8 phút trôi qua, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào. Lúc này tôi mới hơi thở phào nhẹ nhõm, bất giác thò đầu ra ngoài nhiều hơn một chút. Nhìn xung quanh, cánh tay đang giơ lên của tôi buông xuống. May quá, người đó đi rồi. Tôi thở hắt một hơi, định rời khỏi góc cầu thang. Phía sau lại truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Anh đang tìm tôi sao? Giọng nói đó như dán vào tai tôi, chui thẳng vào não tôi. Như 41 cây kim băng đâm vào tủy não, khiến cả người tôi chìm vào một dòng băng giá như hồ sâu lạnh lẽo. Tôi giật mình một cái, viên gạch trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh. Tôi cố rút chân muốn chạy trốn, nhưng chân như bị đổ trì, không thể di chuyển được nửa bước. Người phía sau là ai? Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, rõ ràng tòa chung cư này chỉ có một lối vào. Anh ta làm cách nào đến được phía sau tôi? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu tôi đầy dẫy những câu hỏi. Khi tôi cố gắng kéo lê đôi chân mềm nhũn để chạy khỏi nơi này, người phía sau đã dùng cánh tay siết chặt cổ tôi. Sức mạnh của hắn rất lớn, khó mà tưởng tượng được, với dáng vóc của hắn mà lại có sức mạnh như vậy. Tôi giống như một chú gà con bị hắn khống chế. Dù cố gắng dãy dụa đến đâu cũng không thể động đậy chút nào. Anh muốn làm gì? Tôi cố gắng hết sức muốn làm cho mình trông bình tĩnh hơn, nhưng giọng nói phát ra lại run rẩy, còn bị lạc đi mấy tông. Người phía sau không nói gì, tôi cảm nhận được tay còn lại của hắn, không biết đang tìm kiếm cái gì. Ngay sau đó, khi tôi không chút đề phòng, một miếng thịt khô bị nhét vào miệng tôi. Ăn nó vào, tôi sẽ thả anh.
Người đó thô bạo nhét miếng thịt khô vào miệng tôi. Miếng thịt khô rất cứng, cọ vào lợi tôi, miệng tôi bị ép vào lưỡi. Hắn hoàn toàn không quan tâm miếng thịt khô trong miệng tôi đã nuốt vào hay chưa, chỉ liên tục một cách máy móc nhét vào miệng tôi. Ăn hết, ăn tất cả cái này đi. Người phía sau phát ra giọng nói gần như biến thái. Đầu tôi như vang lên một tiếng ong ong. Đột nhiên nhớ đến lời ông chủ quán mì đã nói, tuyệt đối đừng ăn đồ người lạ đưa cho. Xem ra ông chủ quán mì sớm đã nhận ra có điều không ổn. Ông ấy đã cố gắng nhắc nhở tôi, không ngờ tôi vẫn rơi vào bẫy. Kho miệng tôi bị nhét đầy. Miếng thịt khô cứng đâm ra nhiều hướng, làm má tôi phồng lên, khiến tôi buộc phải nhai vài cái để thu nhỏ không gian mà miếng thịt khô chiếm trong khoang miệng. Miếng thịt khô có mùi vị khiến người ta không nói nên lời. Không giống thịt lợn thông thường, cũng không phải thịt cừu loại nào. Nhai nát nó, nuốt vào. Người phía sau dường như rất hài lòng với hành động của tôi. Lực siết trên tay hắn hơi giảm bớt. Đợi tôi nuốt hết miếng thịt khô trong miệng. Nhưng tôi nhận lúc hắn không chú ý, dùng lưỡi đẩy miếng thịt khô ra phía sau. Dùng sức nhắm một hướng rồi nhổ mạnh ra, há to miệng và nhổ thật xa. Rõ ràng hành động của tôi khiến người phía sau nổi giận. Hắn siết chặt hơn cánh tay đang ôm cổ tôi. Tôi liền cảm thấy gân cốt mình như sắp gãy ngay lập tức. Cảm giác ngạt thở ập đến. Tôi há to miệng, nhưng không hít được chút không khí nào từ bên ngoài. Khi tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp mất đi, người đó mới nới lỏng cánh tay. Tôi thở hổn hển từng hơi lớn. Người đó nhân lúc này lại bắt đầu không ngừng nhét thịt khô vào miệng tôi. Ăn hết những thứ này đi, không thì tôi xử anh luôn. Lần này động tác của hắn còn thô bạo hơn. Rõ ràng đã không còn kiên nhẫn. Hắn thậm chí nhét thịt khô sâu hơn, chọc vào cổ họng tôi như muốn đâm thẳng vào ruột gan tôi. Bản năng tôi nôn khan, bị hắn hành hạ đến mức sống không bằng chết. Bây giờ không còn chút cơ hội xoay sở nào, chỉ có thể tạm gác lời ông chủ quán mì sang một bên, vội vàng nhai nốt miếng thịt khô sắp làm miệng tôi nổ tung. Nhai rồi nuốt vào, chỉ cảm thấy miếng thịt đó như thịt xác sống. Dù đã nhai nát, những sợi thịt vụn vẫn cứng như lông cứng, cao vào cổ họng tôi. Người phía sau dường như vẫn chưa hài lòng, muốn hành hạ tôi đến mức tắt thở. Động tác máy móc vẫn không dừng lại. Ngay khi tôi tuyệt vọng, từ không xa chuyển đến ánh sáng đung đưa của đèn pin. Tôi chỉ có thể phát ra âm thanh lắp bắp, hy vọng có thể được người đến phát hiện. Ánh sáng đèn pin lúc xa lúc gần, nhưng mà lại không quét qua góc cầu thang nơi tôi đang đứng. Cho đến khi người đó từ từ tiến lên, hoàn toàn lệch khỏi tầm mắt tôi, anh ta vẫn không phát hiện ra tôi. Trong khoảnh khắc, tôi vô cùng thất vọng. Chàng trai, sao cậu còn chưa về nhà? Ngay lúc tôi tuyệt vọng, ánh đèn pin đã lệch hướng, đột nhiên quay lại, chiếu về phía tôi. Cùng lúc đó, cảm giác siết chặt trên cổ tôi đột nhiên biến mất. Người phía sau đã biến mất. Do trong miệng tôi vẫn còn đầy miếng thịt khô, tôi vừa nhổ ra vừa lầm bầm hỏi thăm. Ông chủ, sao ông lại ở đây? Cậu ăn đồ người khác đưa cho phải không? Ông chủ không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi lặng lẽ gật đầu. Thứ đó không được ăn. Ông chủ cau chặt mày, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng mà tôi chưa từng thấy. Không đợi tôi lên tiếng, ông ấy lấy từ túi quần ra một chai nước khoáng. Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Uống nó đi, nếu không thì sẽ không kịp đâu. Tôi nhận lấy chai nước ông chủ đưa. Dưới ánh sáng lờ mờ mới phát hiện ra, bên ngoài chai nước phủ một lớp màng nhờn. Vỏ bọc nhựa bên ngoài cũng đã bị rách. Tôi đoán chắc chắn đây là cái chai vứt trong bếp của ông chủ. Nước bên trong rất đục, có màu trắng ngà hơi ngả vàng. Mở nắp chai, một mùi khét nhẹ xộc vào mũi. Đầu tôi vô thức giật về phía sau. Cái này có uống được không? Uống đi, nếu không thứ đó sẽ còn đeo bám cậu. Chẳng lẽ thứ vừa ở sau lưng tôi không phải người? Nghĩ kỹ mà thấy kinh hoàng, tôi không nghĩ nhiều nữa, nín thở, uống cạn chai nước một hơi. Ngay sau đó, bụng tôi chuyển đến cơn đau dữ dội. Dạ dày bắt đầu quặn thắt. Tôi dùng hết sức, nôn hết tất cả mọi thứ nãy giờ ra khỏi bụng. Ăn cái này vào. Ông chủ đưa cho tôi một viên thuốc to bằng của bi thủy tinh. Tôi nhận lấy và bỏ ngay vào miệng nuốt xuống. Giây tiếp theo, tôi thấy khóe miệng ông chủ nhếch lên một nụ cười kỳ dị, mỉm cười hài lòng với tôi. Tôi đã nói rồi, đừng ăn đồ của người lạ. Ông chủ, chúng ta đâu phải người lạ, đúng không? Chẳng lẽ chúng ta thân thiết sao? Xem ông nói kia, tôi thế nào cũng được xem là khách quen của anh mà, sao lại có thể là người lạ chứ? Anh đừng đùa nữa. Tôi không đùa đâu.
Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.